Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người Việt chi hơn 90 tỷ đồng gọi đồ ăn online. Malaysia xây dựng 50 địa điểm giải trí công cộng mỗi năm. Bão tuyết bất ngờ tấn công khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2025-2026 đến năm học 2027-2028 sẽ thí điểm triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở một số cơ sở giáo dục mầm non. Từ năm học 2029-2030 bắt đầu triển khai áp dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc. Đây là lộ trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong dự thảo tờ trình về việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non vừa được Bộ công bố để lấy ý kiến công luận. Theo đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục mầm non hiện hành đã triển khai từ 14 năm, từ năm 2009 đến năm 2023. Kết quả đánh giá cho thấy chương trình giáo dục mầm non hiện hành có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và khoa học giáo dục, trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế, chương trình hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế bất cập. Bên cạnh đó, xu hướng thế giới và kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non là cần thiết. Báo cáo về ứng dụng giao đồ ăn tại Đông Nam Á của Momentum Work vừa công bố cho thấy mỗi ngày người Việt chi hơn 90 tỷ đồng gọi đồ ăn online. Cụ thể, năm 2023, người Việt đặt đồ ăn trên các ứng dụng Grab, Shopee Food với tổng giá trị lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 35.000 tỷ đồng, tức khoảng 90 tỷ đồng mỗi ngày. Giá trị đơn hàng đặt qua các ứng dụng tại Việt Nam năm ngoái tăng 30% so với năm trước, là mức tăng nổi bật so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, quy mô giá trị đơn hàng của Việt Nam vẫn còn kém nhiều nước như Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Từ ngày 3 Tết, một số chợ truyền thống và siêu thị, trung tâm thương mại tại các thành phố trên cả nước đã mở cửa bán hàng. Sức mua tăng trở lại cùng với nhu cầu mua sắm chuẩn bị hóa vàng, cúng gia tiên. Tại các siêu thị, giá thực phẩm ổn định, trong khi ở một số chợ lẻ, giá cả tăng nhẹ, tương đương những ngày cận Tết. Theo báo cáo nhanh từ Bộ Công Thương, trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với trước Tết. Thưa quý vị và các bạn, theo luật bảo vệ môi trường, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phân loại rác tại nguồn sẽ là việc làm bắt buộc của mọi người, mọi nhà. Điều này không chỉ giảm áp lực về chi phí vận hành các bãi chôn lấp, xử lý rác, giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường từ rác thải, mà còn biến rác thải thành tài nguyên đem lại lợi ích kinh tế và còn tạo ra những giá trị xã hội. Câu chuyện của việc phân loại tái chế rác hữu cơ để quay trở lại làm thành phân bón và nước tưới tiêu cho cây trồng, hoa màu của một số địa phương sau đây là minh chứng cụ thể nhất cho điều này. Hơn một năm nay, bà Hà đã tự tạo cho mình một nguồn nước rất tốt. Và như thế nếu mà dư thừa thì lại làm rải ra một chòm đất để như thế là làm có nguồn phân bón là tơi xốp, rất giúp cho như thế là cây trồng như thế là đạt hiệu quả cao. Không chỉ tại Hà Nội, mô hình này cũng đang được thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước và bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, không chỉ cho môi trường mà còn trên nhiều lĩnh vực khác. Sử dụng là ngay cái rau xanh này đó, chúng ta cũng không có thể là để nó vứt mà làm ảnh hưởng đến môi trường. Thì theo tôi thấy cái vấn đề này cũng là rất tốt cho cái cá nhân, gia đình cũng như là cộng đồng. Tận dụng đồ vào đó để làm cái phân hữu cơ này nó rất tốt. Vừa để đảm bảo nhưng mà này là được cái nước nữa. Đấy. Là để sản xuất vừa là tưới rau rồi tưới cho cây quả rồi ăn quả rồi là nói chung là lời là rất nhiều về cho nông thôn về nông dân. Nếu triển khai được nhân rộng được cái phong trào xử lý tuần hoàn rác hữu cơ tại hộ gia đình thì cái nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi và nhiều khởi sắc. Chuyển rác thải hữu cơ thành phân bón để phục vụ cho cây trồng hoa màu, rồi lại sử dụng chính nguồn sản phẩm đó để quay vòng. Cứ thế, tuần hoàn này đã trở thành thói quen của người dân, mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị và các bạn, Malaysia đặt mục tiêu mỗi năm xây dựng ít nhất 50 công viên, vườn hoa, địa điểm giải trí công cộng, với kế hoạch phân bổ khoảng 10.451 đô la Mỹ cho mỗi công trình. Theo thông tin Bộ trưởng Nhà ở và Địa phương Malaysia Kor Ming cho biết, điều này nhằm gia cố số lượng địa điểm giải trí thư giãn để tạo môi trường xanh, tiện nghi và an toàn hơn cho người dân tại các khu vực dân cư. Ông nhấn mạnh đến những địa điểm giải trí công cộng này giống như hình thức trị liệu thư giãn dành cho những người dân đang phải đối mặt với nhiều vấn đề tinh thần căng thẳng.
Bộ trưởng Anne Cumming cũng chia sẻ thêm rằng bộ này đã phân bổ 2,09 triệu đô la Mỹ để xây dựng 22 công viên giải trí công cộng ở bang Pirat và dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương, Malaysia sẽ khuyến khích người dân đóng góp hạt giống cho những cây mà sau đó sẽ được đặt tên theo từng gia đình. Ngày 13 tháng 2, một trận bão tuyết lớn và bất ngờ đã ập vào khu vực Đông Bắc của Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khoảng 30 triệu người. Các thành phố New York, Philadelphia và Boston đã chứng kiến tuyết rơi liên tục suốt nhiều giờ liền và nhiều nơi ghi nhận tuyết ngập dày tới gần nửa mét. Tuyết rơi dày khiến giao thông tắc nghẽn, sinh hoạt thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trường học, công sở phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến. Cơ quan dự báo thời tiết New York cho biết, thành phố này chưa từng chứng kiến bão tuyết mạnh như vậy kể từ tháng 2 năm 2022. Trận bão bất ngờ khiến cho mạng lưới giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn từ đầu giờ tháng, khi có nhiều tuyến đường bị đóng lại để đảm bảo an toàn và hệ thống tàu điện ngầm trở nên quá tải. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp New York ước tính có khoảng 1.400 chuyến bay tới hoặc rời các thành phố của bang New Jersey, New York và Connecticut đã bị hoãn hoặc hủy chuyến vì bão tuyết. Tình trạng mất điện và liên lạc viễn thông cũng được ghi nhận ở nhiều nơi. Trong đó, tình trạng nghiêm trọng nhất xảy ra ở bang Pennsylvania với gần 140.000 người bị ảnh hưởng. Tiếp theo là 12.000 người ở bang New Jersey và khoảng 5.000 người ở New York. Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc, hoạt động du lịch của người dân nước này đã tăng mạnh trong năm 2023 với hơn 190 triệu lượt người đi du lịch trong và ngoài nước, tăng 280% so với cùng kỳ năm trước đó. Năm 2024, ước tính người dân Trung Quốc sẽ thực hiện khoảng 6 tỷ chuyến du lịch nội địa, tăng mạnh so với mức gần 4,9 tỷ chuyến vào năm 2023. Tổng số khách Trung Quốc đi du lịch trong và ngoài nước năm nay dự kiến sẽ đạt hơn 260 triệu lượt. Du khách Trung Quốc đã bùng nổ ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn với lượng đặt phòng khách sạn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, tăng từ 50% so với cùng kỳ năm 2023. Theo nền tảng du lịch Ctrip, số lượng đặt chỗ du lịch trong ngày mùng 10 tháng 2, tức ngày mùng 1 Tết tăng 102%, còn doanh số bán vé tham quan cũng tăng mạnh 300%. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Tử Cấm Thành, Ung Hòa Cung, Bảo tàng Hồ Nam, Bảo tàng Tân Thủy Hoàng đã bán hết vé cho đến ngày mùng 5 Tết. Trong khi đó, nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân Trung Quốc được dự báo cũng sẽ tăng mạnh mẽ khi Trung Quốc tăng cường nhiều đường bay quốc tế và đẩy mạnh ký kết thỏa thuận miễn thị thực với các nước. Ngành du lịch Trung Quốc đang hướng tới một năm bội thu và được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, các điểm đến được du lịch Trung Quốc ưa thích như Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ được hưởng lợi không nhỏ khi nhu cầu du lịch của người dân nước này gia tăng. Tại Brazil, bầu không khí lễ hội đang rất sôi động với lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới, Rio Carnival, vừa được khai mạc ở thành phố Rio de Janeiro. Lễ hội Carnival đã thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, người dân địa phương và khách du lịch. Sự kiện năm nay vẫn là sự kết hợp giữa âm nhạc khiêu vũ và các cuộc diễu hành với điệu nhảy samba nóng bỏng. Hàng trăm ban nhạc đường phố cùng với số lượng lớn người dân địa phương và du khách đã cùng nhau hòa mình vào bầu không khí lễ hội. Lễ hội ở Rio de Janeiro đại diện cho Brazil, đại diện cho sắc màu, sự đa dạng, tự do và hạnh phúc. Tôi rất thích lễ hội hóa trang này. Lễ hội hóa trang cũng là cơ hội để các vũ công samba thể hiện tài năng của mình và tỏa sáng trước đám đông khán giả quy tụ về Rio de Janeiro. Đây không chỉ đơn thuần là những cuộc thi đấu giữa các cá nhân mà còn là màn tranh tài nảy lửa giữa các trường dạy samba danh tiếng trên toàn Brazil. Cuộc diễu hành là để tôn vinh cuộc sống, điều đó rất quan trọng và là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây. Ước tính sẽ có khoảng 49 triệu người tham gia lễ hội Carnival năm nay tại Rio de Janeiro. Bên cạnh bầu không khí văn hóa sôi động, giới chức địa phương cũng đang kỳ vọng vào một cú hích về phát triển kinh tế. Doanh thu từ du lịch trong dịp lễ hội năm nay được dự báo có thể đạt hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2023 và là lần đầu tiên vượt mức trước đại dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.